À, xin chào các bạn, à, chào mừng các bạn trong bản tin cập nhật thị trường ngày 14 tháng 7 à, Hôm qua thì chúng ta đã có một cái nhận định về thị trường, cái diễn biến thị trường, các cái kịch bản thị trường về cái à, báo cáo CPI của Mỹ à, Với các cái kịch bản đó là đồng đô đồ sẽ tiếp tục mạnh lên thì điều đó à, đã diễn ra rất là sát trên cái thị trường hiện tại với một loạt các cái cặp tiền chính à, cùng bị suy yếu Chúng ta nhìn thấy rằng điển hình trên bộ đồ chúng ta nhìn thấy cơ U giảm rất mạnh, EU giảm rất mạnh cùng với nhóm các cái cặp tiền như AU các thứ cũng đều có cái sự suy yếu rất là mạnh dựa trên cái uh, bản uh, cái số liệu về cái CPI công bố ngày hôm qua ra rất là tốt tốt hơn so với tiên đoán khá là nhiều và cũng tăng mạnh luôn so với lại cái kỳ trước uh, về cả hai cái mặt dữ liệu đó là CPI và core CPI đều ở mức là 0,9% uh, so với cái dự đoán tương ứng lần lượt là 0,5 và 0,4 còn so với lại cái kỳ trước thì cũng tăng xa so hơn so với lại cái tháng trước ở mức là 0,6 0,7% thì với cái số liệu CPI của cái ngày hôm qua chính thức lạm phát của Mỹ hiện tại đã lên đến mức 5,4% rồi. 5,4% và đây là một cái mức rất là cao, mức rất là cao hiện tại. Với cái CPI hiện tại như thế này thì có thể nói cái tâm lý của thị trường hiện tại phát sinh từ cái báo cáo cái số liệu CPI ngày hôm qua đó là cái lạm phát tiếp tục bùng nổ uh, gia tăng và đó là cái lý do mọi người nhìn thấy được cái chỉ số DHI cái chỉ số DHI uh, tăng uh, cái chỉ số DHI khá là uh, tăng khá là mạnh trong cái phiên trading ngày hôm qua. Ở đây mọi người nhìn thấy rằng là uh, trên cái biểu đồ H4 thì nó sẽ rõ ràng hơn trên bốn rõ ràng hơn ở đây tôi vẽ ra đây. Thì cái kịch bản mà chúng ta kỳ vọng à, và thì nó đã trở thành hiện thực đó là DXY đã tăng trở lại Đến cái vùng kháng cự ở à, 92.77. Thế thì cái câu hỏi xảy ra tiếp theo đó là liệu rằng DXY có bứt phá được cái vùng kháng cự 92.7 này hay là không, hay là nó lại trở lại cái vùng giá sideways à, trở lại cái vùng à, sideways mà tôi đã vẽ từ cái vùng 92 đến 92.7 này. Thì dựa trên các cái phân tích lên thị trường tôi có một cái kỳ vọng đó là dsi trong dài hạn có thể sẽ tiếp tục còn tăng nữa nhưng mà trong ngắn hạn thì nhiều khả năng cái vùng sideways này sẽ tiếp tục hầu tức là nó sẽ có cái sự điều chỉnh giảm trở lại trong những cái phiên chết đinh tiếp theo này lý do tại sao thì một lát nữa tôi sẽ nói ngay sau luôn đây nhưng mà trước mắt thì trong cái kịch bản từ nay đến cuối tuần có khả năng cái dsi này sẽ giảm trở lại cái vùng giá chết đinh sideways này nguyên nhân thì cũng chính là từ cái biểu đồ mà vừa nãy tôi có uh, để trên màn hình đó là cái lợi tức trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm kèm theo đó là một cái, uh, chỉ cái, uh, mà, mà cái chỉ báo dẫn dắt cho cái mà mặc cái chỉ báo dẫn dắt cho cái bond này thì ở trên cái biểu đồ hiện tại á mọi người có thể nhìn thấy là ở uh, trên biểu đồ D 1 thì cái lợi tức trái phiếu chính phủ cái kỳ hạn 10 năm này nó đang trong một cái cấu trúc giá giảm trong một cái dấu giá giảm với một cái Dow trend structure này. Mặc dù là sau cái số liệu lạm phát ngày hôm qua thì ở Bonjia có một cái cây nến tăng trở lại. Nhưng mà chúng ta rất nhanh thôi sẽ gặp ngay cái challenge kháng cự hợp lưu với lại cái vùng kháng cự trên cái bro nến tại cái vùng là 1.46 này. Và cái vùng kỳ vọng lý do mà tôi vẫn còn giữ cho đến ngày hôm nay chưa có xóa đi ấy, tại vì là cái vùng này là cái vùng support của cái vùng hỗ trợ cứng của cái Bonjia này. Và tôi có một cái kỳ vọng đó là lợi tức cái kỳ hạn cái gian này sẽ tăng lên cái vùng 1.4 1.42 và sẽ có cái sự điều chỉnh đi xuống tiếp tục theo cái trendline mà tôi mới vẽ ở trên này lý do là tại vì sao tôi có cái kỳ vọng cái gian này sẽ tiếp tục đi xuống là bởi vì cái tỷ số dẫn dắt cho cái lợi tức trái phiếu này được tính bằng cái nhóm cái cổ phiếu tài chính chia cho nhóm cái cổ phiếu tiện ích thì mọi người có thể nhìn thấy rằng là À, nó đang có cái dấu hiệu đi xuống rất là rõ ràng với cái cấu trúc giá là các cái đỉnh à, có vẻ như ngày càng thấp dần hơn à, với một cái số liệu lạm phát như ngày hôm qua thì cái điều mà tôi mong muốn được nhìn thấy đó là cái cổ phiếu tài chính à, tức là những cái cổ phiếu thuộc cái nhóm ngân hàng bảo hiểm ấy nó phải gia tăng mạnh mẽ bứt phá và dẫn dắt cái tỷ số này đi lên cao cơ và nếu như cái điều đó có xảy ra thì mới có hy vọng cái bond year này sẽ còn đi lên tiếp tục uh, Lên cao hơn nữa Nhưng mà cái điều này đã không xảy ra Thì uh, tại cái câu hỏi Cái nghi vấn đã ra trong lòng tôi bây giờ Nó là tại làm sao Với một cái số liệu lạm phát mạnh mẽ như vậy Mà cái cổ phiếu tài chính không có lớn lướt được Do so với lại cái cổ phiếu về cái nhóm uh, tiện ích này Ở đây thì ngoài dữ liệu quá khứ Chúng ta cũng nhìn thấy rằng là cái tỷ số này Giống như là một cái chỉ báo dẫn dắt Cho cái lợi tức trái phiếu Thành ra khi mà cái chỉ báo này Nó đi xuống Thì tôi có cái kỳ vọng là cái bond year này nó sẽ đi xuống. Và nếu như bond year đi xuống thì cái câu cái tác động tiếp theo trong cái giai đoạn kỳ này ấy, đó chính là nó sẽ phản nó sẽ gây ra cái tác động lên cái chỉ số dhi và vừa là rất là trùng hợp khi mà dhi lại giao dịch đúng vào cái vùng biên trên của cái vùng giá consolidation mà chúng ta vẽ ở đây, cái vùng giá sideways chung vào đúng cái vùng biên trên kháng cự tại cái vùng 92.7. Do đó tôi có cái kỳ vọng đó là cái dhi sẽ có cái sự điều chỉnh uh, giảm xuống và trong cái bối cảnh đó thì cái chiến lược chi tiết đối với các, các tiền đó là uh, sẽ canh tìm một cái cơ hội uh, tiếp tục bay lên, bay lên nha không mọi người không nghe lầm đâu. Uh, cái xu hướng hiện tại thì có thể nhìn thấy mọi người nhìn thấy rằng là trở lại cái video đồ của EUH 4 ngày hôm qua tôi cũng có một cái đề xuất, một cái đề cập đó là EU nó sẽ giảm trở lại từ cái vùng đỉnh phía trên này và cái vùng target, cái support chính là cái vùng phía bên dưới, uh, cái vùng màu xanh mà tôi vẽ ở đây thì tôi có kỳ vọng eu sẽ rớt trở lại về đây và hình thành cái mẫu hình hai đáy cũng là cái tiến trình hình thành pro gọi là bottoming process nếu như ai mà theo dõi cái bản tin ngày hôm qua thì sẽ thấy tôi đề cập đến cái vấn đề này uh, sau đó thì sẽ đi lên cái kịch bản đi lên và cái điều này cho đến hiện tại vẫn chưa có cái sự thay đổi chưa có sự thay đổi lý do là cái 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 trade trong những cái ngày tới đây đó là cái kỳ định giá cho cái việc ecb sẽ thay đổi cái chính sách tiền tệ của mình uh, cụ thể là cái chương trình khóa van tiền cái gói 2000 2,2 ngàn tỷ đô của ECB, thì điều đó có thể sẽ được thị trường định giá bằng cái việc là cặp tiền EU này đi lên, trùng khớp với cái việc là cái biểu đồ DXY vừa nãy chúng ta nhìn thấy là nó trùng với kháng cự do đó khi mà nhìn vào cái biểu đồ EU này thì mọi người có một cái mong muốn, có khả năng nó sẽ break out đi xuống đúng không ạ, thế nhưng mà nếu như nó có đi xuống được thì cũng không còn bao xa, mọi người hãy nhìn này, trên biểu đồ D1 thì sao ạ, nó còn chỉ có 50 pip nữa thôi, từ cái mức giá hiện tại cho đến cái vùng Uh, hỗ trợ cứng trên cái đồ daily ấy. Chúng ta chỉ còn khoảng 5-60 pip nữa thôi Thành ra mà nói Nếu như cái cặp tiền này có rớt được thêm nữa Thì cũng không có rớt được bao xa nữa Mà nó sẽ chạm ngay vào cái hỗ trợ Phía bên biểu đồ daily này Do đó tôi có một cái kỳ vọng Đó là EU sẽ Nếu như vùng này không phục hồi được ngay trong cái phiên trading ngày hôm nay Thì có giảm thêm một chút nữa Cũng không đáng bao xa cả Thì cái vùng này có thể sẽ là cái vùng mà chúng ta uh, Sẽ giải lệnh uh, Có thể xem xét giải lệnh được dần rồi Đấy. Thì đó là đối với cái cặp tiền uh, EU à, Với cái cặp tiền uh, GU Thì cũng chung một cái kịch bản như vậy Đó là cái vùng hỗ trợ hiện tại của nó đang khá là gần đây rồi Nằm ngay phía bên dưới này Thành ra nếu như mà GU chưa có tăng trở lại trong cái ngày hôm nay á Thì chúng ta có thể canh mua tại cái vùng uh, hỗ trợ cứng 1.3750, 1.3740 phía bên dưới này à, Hãy lưu ý nha Đây là cái vùng chúng ta chờ mua tôi không bảo của mọi người phải mua ngay tại cái mức giá hiện tại mà đây là cái vùng chờ mua khi mà DSI điều chỉnh uh, khi DSI điều chỉnh do cái Bondia có thể suy yếu trở lại đấy thì cái việc tham minh chúng ta sẽ tham minh trên cái khung 15 hoặc là H1 uh, thành ra là từ đây từ đó chúng ta sẽ còn thời gian để uh, quan sát và chờ đợi chứ chưa không bao giờ mua bán lưng chừng mua tại đây hay là bán tại đây cả chúng ta sẽ chỉ mua tại đây hoặc có thể xem xét canh bán tại đây còn với mức giá lưng chừng của GU hiện tại chúng ta chưa mua chưa bán Nhưng mà tôi nghĩ với một cặp tiền mà biến động mạnh như GU Thì cái việc mà nó rớt xuống phía bên dưới này tầm 60 pip Thì là một điều rất là dễ xảy ra trong cái phạm vi của một ngày giao dịch Với cặp tiền UZ thì tôi vẫn có cái view Nó sẽ tiếp tục tăng lên nữa Nó sẽ tiếp tục tăng lên nữa Lý do là cái DSI này uh, Lý do Tôi, tôi xin lỗi nha Cái lý do là phát sinh từ một cái biểu đồ khác đó là cái biểu đồ mà tôi đã giới thiệu mọi người ngày hôm qua thứ nhất đó là cái đường cong Jacob thì Jacob mọi người nhìn thấy rằng là mặc dù có một sự suy giảm ngày hôm qua nhưng ngay lập tức vào phía Mỹ nó đã điều chỉnh gia tăng trở lại và điều này sẽ là động lực dẫn dắt cái cặp tiền Uji đi lên tiếp tục và thêm một cái tín hiệu nữa đến từ liên thị trường cảnh báo cho cái việc cặp tiền Uji có thể sẽ tiếp tục đi lên đó là cái mức tranh lệch lợi tức trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ và Nhật ở cái đường màu vàng á, mọi người nhìn thấy rằng nó cũng đi lên rất là mạnh mẽ thì điều này sẽ chính là cái động lực để mà dẫn dắt cái cặp tiền để đi lên những cái mức giá mới cao hơn và tôi có một cái view là à, Uji sẽ có thể à, đâu đó tiềm ẩn trở lại cái khả năng à, test lại cái vùng đỉnh cũ từ đây, từ đó chúng ta còn chừng khoảng 100 pip, đó là một cái target mà tôi thấy là cũng khá là hấp dẫn Ngày hôm nay thì sẽ, à, đối với các cái cặp tiền hàng hóa thì hôm nay có thể hứa hẹn sẽ là một cái ngày rất là bận rộn đối với các cái cặp tiền hàng hóa khi mà chúng ta có hai cuộc họp chính sách của hai cái ngân hàng uh, là New Zealand và uh, Canada. Uh, 9 giờ sáng này chúng ta sẽ có cái tuyên bố chính sách của ngân hàng uh, trung ương New Zealand với cái quyết định lãi suất của mình uh, thì cũng có thể nói luôn đó là cái mức lãi suất nhiều khả năng sẽ không thay đổi đâu. Nhưng mà tuy nhiên cái mà chúng ta sẽ tập trung nhiều vào đó là cái tuyên bố chính sách của họ. Uh, thì chúng ta biết rằng là New Zealand là một trong những cái ngân hàng sớm nhất có cái động thái khóa một phần van tiền của mình trở lại đấy thì với New Zealand hiện tại tôi đang có cái view đó là nó tiềm ẩn cái khả năng sẽ gia tăng trở lại gia tăng trở lại vì hai lý do một đó là DSI sẽ có khả năng suy yếu trong những ngày tới như chúng ta vừa nói rồi và hai đó là chúng ta nhìn thấy rằng trên cái biểu đồ daily của D của cặp tiền NU á thì rõ ràng cặp tiền này đang được trading tại đúng một cái vùng support rất là cứng đó là vùng 6950 6950 thì một cái kịch bản mà tôi có kỳ vọng đó là ngày hôm nay nó sẽ xảy ra đó là cái cặp tiền này nó sẽ uh, rớt lại một nhịp cái thời điểm tin giá 9 giờ sáng ngày rớt lại một nhịp quét qua được cái mức giá thấp nhất của cái ngày hôm qua quét qua mức giá thấp nhất ngày hôm qua và gia tăng trở lại đó là cái kịch bản chi tiết cho cái uh, cặp tiền NU này tất nhiên là khi chúng ta nên plan như này á thì giá phải chạy theo cái kế hoạch cái plan của chúng ta thì chúng ta mới giao dịch còn nếu như mà nó lại không xảy ra theo cái plan của chúng ta thì chúng ta sẽ bỏ kèo nhá. nếu như giá rớt về phía bên dưới này rất càng sâu hơn tốt thế nhưng mà sau trong cái quá trình uh, ngay sau đó nó sẽ phục hồi rất nhanh rất, một cách rất là nhanh chóng và ổn định rút chân trở lại thì đó chính là cái tín hiệu để cho mọi người có thể mở cái lệnh buy lên nha mọi người có thể xem xét cái chi tiết uh, đó là cái kịch bản mà tôi kỳ vọng xảy ra hơn nhưng mà tôi cũng không có loại trừ cái tôi cũng không có loại trừ cái kịch bản tôi cũng không có loại trừ cái kịch bản đó là cái cặp tiền này nó sẽ tăng trở lại cái vùng uh, phía trên đỉnh này, tăng, tăng lại cái phía, phía trên đỉnh này thì tôi cũng hoàn toàn có thể sẵn sàng mở một cái lệnh bán ra cái vùng này nếu như các cái tín hiệu kỹ thuật trên các cái khung uh, thời gian thấp hơn như m 15 phút hoặc là h 1 nó xuất hiện, đấy, tất nhiên kịch bản này thì tôi không có kỳ vọng nhìn xảy ra nhiều bằng cái kịch bản mà nó sẽ quét lại cái đáy ngày hôm qua và gia tăng trở lại, uh, tương tự như thế đến 10 giờ đêm 9 giờ đêm thì chúng ta lại có thêm một cái cuộc họp nữa đó là của ngân hàng trung ương Canada thì cái cuộc họp này dự báo sẽ kỳ vọng rất là nhiều các cái biến động đối với lại cái các cái cặp tiền có chứa đồng CAD à, lý do là tại vì ngoài cái tuyên bố chính sách thì uh, BOC tức ngân hàng trung ương Canada họ còn tổ chức một cái cuộc họp chính sách sau đó chừng một tiếng nữa ấy sau đó chừng một tiếng và đêm thì có uh, Fed Chair Powell uh, testify tức là cái điều trần của uh, chủ tịch cục dưới trữ liên bang. đấy thì tất cả những cái này ngày hôm nay sẽ dự biến dự đoán rằng là USD CAD ấy sẽ là một trong những cặp tiền có cái độ biến động mạnh nhất và với cái um, uh, lịch trình bận rộn như vậy thì cặp tiền UC sẽ là một cái cặp tiền mà chúng ta sẽ tập trung giao dịch trong cái phiên trading ngày hôm nay. một trong những cái kịch bản mà tôi mong muốn đó là nó sẽ test trở lại cái đỉnh cũ này, test trở lại cái đỉnh cũ này và có cái sự điều chỉnh đi xuống có sự điều chỉnh đi xuống ở đây thì cái cấu trúc giá chúng ta nhìn thấy rằng với USD CAD cấu trúc giá rõ ràng là cái một cái cấu trúc giá tăng tuy nhiên thì cái trend không có có nghĩa là nó sẽ tiếp tục được duy trì mà cái khả năng đảo chiều trend nó cũng uh, hoàn toàn có thể xảy ra và với cái tâm lý kỳ vọng uh, rằng là DSI thời gian tới có thể sẽ yếu uh, cộng với lại cái động thái Canada có thể là sẽ tiếp tục củng cố cái thiên hướng cái chính sách là khóa ban tiền của mình Thực tế thì Canada đã là cái ngân hàng mà có cái động thái giảm cái quy mô uh, thu mua tài sản của mình trong những cái kỳ họp trước rồi. Và do đó tôi có cái kỳ vọng Canada sẽ rớt um, trở lại sau khi tăng lên cái vùng đỉnh 1.2588 này thì sẽ rớt trở lại và cái target uh, mục tiêu cho chúng ta có thể nằm tại dưới vùng 1.2450. Về dưới phía bên này nhá. Như vậy cái phạm vi từ cái thời điểm chúng ta muốn tham minh vào lệnh phía bên trên này và đến cái thời điểm uh, mục tiêu giá chúng ta có khoảng 130 pip, một cái target khá là tốt. Uh, USD CSF thì tôi cũng vẫn đang có cái kỳ vọng nó sẽ rớt tiếp tục và nếu như nó rớt tiếp tục thì nó sẽ chính thức đảo điều đảo chiều được cái trend trên cái ấy mà chúng ta cần bây giờ ấy là một cái đỉnh mới thấp hơn cái đỉnh cũ này để xác lập một cái cấu trúc giá xuống và với cái uh, USD CSF hiện tại này sau cái mẫu hình hai đỉnh chúng ta nhìn thấy ở đây thì sẽ sử dụng cái Fibonacci để xác lập cái mức đo hiện tại nó đang giao dịch tại cái mức 38.2 thì cái target để cái vùng để chúng ta có thể canh bán đó là vùng 61.8 phía trên này nhá Uh, thị trường vàng uh, cũng chạy uh, rất là sát theo cái kịch bản uh, mà chúng ta kỳ vọng sau cái tin CPI đó là giá tăng trở lại lên trên cái đỉnh lên trên cái đỉnh phía trên này thì đã có cái áp lực bán sinh ra bán trở lại và thực tế chúng ta nhìn thấy rằng là vàng đang có cái thiên hướng giảm trở lại nhưng mà cũng đừng kỳ vọng vàng nó rớt quá sâu lý do là tại vì cái vùng giá sideways này cái vùng giá sideways này tôi nghĩ rằng nó sẽ chưa sớm qua đi được đâu mà giá sẽ còn loanh quanh ở đây một cái thời gian nữa thành ra với cái thế chart của vàng hiện tại thì uh, tôi sẽ chỉ ưu tiên canh bán thôi chứ cũng không mua canh bán khi mà giá vượt quá được cái đỉnh này tạo thành hình thành những phần dầu nến vượt ra ngoài phía trên này phía biên này thì tôi sẽ canh tìm cái cơ hội để uh, bán xuống lý do uh, và cái target sẽ là ở cái phía bên đáy bên dưới này nhá uh, đối với các cái chỉ số chứng khoán thì ở cái tâm lý của thị trường hiện tại đó là cái lạm phát có thể sẽ gây ra cái áp lực cho cái thị trường chứng khoán nhưng mà tuy nhiên thì với cái việc bond year có thể suy giảm trở lại thì đó sẽ là cái cơ hội thì cái sự suy giảm của các chỉ số chứng khoán trong viên chết đinh ngày qua đang tiềm ẩn những cái cơ hội để cho mọi người mua vào và cái cái vùng giá mục tiêu đó chính là cái vùng trendline hỗ trợ này nếu như mà giá uh, có thể rớt trở về các cái trendline hỗ trợ thì đó sẽ là cái Uh, thời điểm mà mọi người có thể canh tìm các cái cơ hội uh, mua vào các cái chỉ số chứng khoán mà trên cái biểu đồ đây là là chỉ số S&P 500 trên biểu đồ H4 nha dầu uh, thì cũng chưa có cái nhiều các cái cập nhật mới lý do là nó vẫn chưa thật sự thoát ra khỏi cái vùng uh, giá nhạy cảm mà tôi đã vẽ trong cái phiên trading ngày hôm qua và chúng ta sẽ có những cái cập nhật mới hơn đối với cái thị trường dầu thì trên đây là bản tin cập nhật thị trường ngày uh, 14 tháng 7 Xin chúc quý vị và anh chị có một ngày giao dịch hiệu quả.